Nhiệt độ những ngày qua ở Campuchia lên tới 43 độ C. Bộ Y tế nước này đã phải kêu gọi người dân giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời, đồng thời uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, dù không khát. Dự báo nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao tại một số tỉnh phía Bắc, Trung và Nam của Campuchia trong cả ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 và là mức cao nhất từng được ghi nhận ở nước này trong 170 năm trở lại đây. Tại Philippines, thời tiết nắng nóng bất thường diễn ra suốt nhiều tuần qua cũng đã khiến hàng nghìn trường học phải chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến. Dự báo nắng nóng vẫn sẽ ở mức cao trong hai ngày 29 và 30 tháng 4, buộc nhiều trường không thể mở lại các lớp học trực tiếp. Ở Philippines, nhiều lớp học không có điều hòa nên cả học sinh thường phải chịu cảnh oi bức trong những lớp học đông đúc và kém thoáng khí. Dịp sang khu vực Nam Á, nhiều nơi ở Ấn Độ cũng đang trải qua đợt nóng với mức nhiệt vượt quá 44 độ C tại một số vùng thuộc bang Tây Bengal. Người dân trẻ nắng trong nhà, trong khi nhiều người lao động ở ngoài trời phải tìm mọi cách để giảm nhiệt. Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự báo trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn bình thường.